Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng năm 2022. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023. Đồng thời, Bộ cũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp. Năm 2023 thì chúng tôi vẫn thực hiện đề xuất với chính phủ thực hiện cái chính sách là gia hạn và kéo dài giãn hoãn cái thời gian nộp thuế như cái chính sách mà chúng ta đã thực hiện trong năm 2022. Đồng thời đề xuất với chính phủ và đã được chính phủ chấp thuận quyết định là giảm 3% tiền thuê đất để giảm bớt những cái khó khăn cho các doanh nghiệp. Và chúng tôi nghĩ là năm 2023 thì phải tập trung để đẩy mạnh cái vấn đề giải ngân đầu tư công và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các cái doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp đang phát triển và năng lực của doanh nghiệp tăng lên thì năng lực của nền kinh tế sẽ tăng lên và giải quyết được lao động, tăng thu được ngân sách và đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội. Năm 2022, nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện như giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% với nhiều mặt hàng, gia hạn, miễn giảm tiền thuê đất. Tổng số tiền hỗ trợ các loại thuế phí kể trên trong năm 2022 đã lên tới 233.000 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch.